Wow. Có một món xôi rực rỡ ở vùng cao tụi mình sẽ như thế nào, cùng mình khám phá nhá. Đây cũng là một trong những món ăn chính của người đồng bào Tày Nùng tụi mình, đó chính là xôi nha mọi người. Thường thì món xôi này tụi mình làm được rất nhiều màu sắc, và mỗi khi nhắc đến xôi của người đồng bào vùng Đông Bắc Tây Bắc tụi mình là xôi ngũ sắc nha. Và tất cả những màu sắc đó đều được lấy từ cây củ tự nhiên nha mọi người. Như màu tím lấy từ lá cẩm này, màu xanh lấy từ lá dứa và màu vàng lấy từ củ nghệ, còn màu đỏ lấy từ quả gấc này nha. Thường những ngày mùa đông thì tụi mình rất hay đồ xôi, vì mùa đông là mùa tụi mình có thể trao được thịt gác bếp nữa, nên khi ăn xôi cùng với thịt gác bếp thì cực kỳ ngon. Còn hôm nay thì mấy chị em tụi mình sẽ làm xôi cùng với quả gấc, tiện thể chỉ cách cho mọi người luôn nha. Trước khi để đồ được xôi thì tối hôm trước mình đã phải ngâm gạo rồi nha. Ngâm gạo nếp qua đêm, sau đó sẽ đổ ra để rào nước. Tiếp đó sẽ lấy phần thịt của quả gấc chín, sau đó sẽ trộn với gạo nếp. Thường mấy chị em tụi mình thích hơi hơi có vị một xíu nên cho một ít muối nha. Bạn nào thích ăn ngọt hơn thì có thể cho thêm một ít đường. Rồi tiếp đó sẽ cho hết vào trong chõ đồ xôi rồi bắc lên bếp. Thường thì xôi tụi mình sẽ đồ trong khoảng 40 phút là sẽ chín nha. Còn đây là món lạp sườn lợn đen vùng cao tụi mình lúc nào cũng sẵn sàng nha. Vì cũng gần Tết rồi nên rất nhiều anh chị mua để chuẩn bị ăn Tết. Đó, khi đồ xôi thì tụi mình cũng hay cho lạp sườn để hấp cùng. Trong thời gian đợi bếp lửa ấm liu riu thì tụi mình sẽ đi pha một ấm trà săn tuyết để uống. Đây là mẻ trà mới làm xong, trời ơi thực sự là nó thơm lắm á mọi người. Nhiều anh chị cũng hỏi tại sao mình ít tuổi nhưng đã có thói quen uống trà rồi. Vì đây là thói quen từ bé rồi nha, chứ không phải bây giờ mới uống. Vì tụi mình là nơi ở vùng trà săn tuyết nên là từ thời ông bà bố mẹ đã uống trà rồi. Có khi là tụi mình được uống trà từ trong bụng mẹ rồi cơ. Nhiều anh chị uống trà nhà mình xong là cũng không đi uống trà nhà khác nữa. Thế nên tụi mình rất vui khi được các anh chị luôn ủng hộ. Wow, cuối cùng xôi và lạp sườn cũng đã chín. Trời ơi, mở ra đã thấy thơm lừng hết cả gian bếp. Hạt xôi to bóng mẩy, miếng lạp sườn khô thì mỡ trong veo luôn đó mọi người. Giờ thì mấy chị em mời cả nhà ăn cơm nha. Thơm ngọt của xôi nếp nương, bùi bùi ngon ngon của miếng lạp sườn, rồi ngồi cạnh bếp lửa ấm áp như chưa bao giờ có mùa đông luôn đó mọi người.